Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện Y khoa. Chương trình đến với quý vị vào mỗi thứ năm, chiều thứ năm từ 4 giờ chiều. Và chúng tôi đang thâu chương trình này vào ngày 30 tháng 4 2020 với bác sĩ Brian Võ, chuyên về khoa phổi. Và có những con số mà chúng tôi trình bày hay những cái phương pháp, những cái thứ thuốc có thể ngày hôm nay nó đúng và ngày hôm sau có thể nó sẽ thay đổi. Xin quý vị thông cảm và đừng có dựa vào những cái thông tin mà chúng tôi đưa vào ngày hôm nay, tại vì trong cái này tất cả mọi thứ đều đang trong quá trình thử nghiệm và cái tính xác suất nó chưa chính xác. Và thưa bác sĩ, trước khi chúng ta tiếp tục thì Hương Thơ cũng nghe nói là bác sĩ cũng làm việc tại phòng ER và on call, thì tất cả những trường hợp emergency trong lúc này không có liên quan đến COVID-19 thì bệnh nhân cũng có thể tới bệnh viện khi cần thiết và đừng có quá sợ hãi, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Em cũng dặn tất cả bệnh nhân của em là mình là phải bảo vệ cho mình. Không phải triệu chứng của mình có lúc mùa này là do bệnh COVID gây ra. Và những như cái bệnh tai biến tim, tai biến mạch máu, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy khi mà mình cần gặp bác sĩ, mình phải gặp bác sĩ. Khi mà bệnh mình nghiêm trọng mà mình cần vào phòng emergency room thì mình cần phải vào. Em không có thể nói cho hết tất cả những bệnh viện, em chỉ có thể nói cho bệnh viện Orange Coast Memorial và bệnh viện Sarabat. Thì em thấy là hai bệnh viện có một cái môi trường rất là sạch sẽ và môi trường an toàn cho tất cả bệnh nhân. Mà họ đã chuẩn bị, được biết là ban giám đốc bệnh viện thông báo là đã có sự chuẩn bị gọi là preparedness khoảng 3-4 tuần trước khi đại dịch nó lan tràn. Dạ đúng rồi, họ chuẩn bị rất kỹ giữ gìn và an toàn. Tất cả nhân viên có đầy đủ dụng cụ để bảo vệ chính mình. Vâng. Và bệnh nhân cũng được bảo vệ một cách tối đa. Vâng. Và từ từ tùy theo thống đốc của California ra thông báo tất cả từ từ nó sẽ trở lại không được bình thường như ngày trước, nhưng có cách gọi là ngăn chặn sự lây lan rất là nghiêm ngặt, nên quý vị an tâm vì chúng ta không chết vì COVID-19 mà chúng ta là chết vì bị tim mạch, mà tim mạch là thời gian là vàng bạc, phải không ạ? Dạ đúng. Phải chạy nhanh tới ER hoặc là những cái bệnh liên quan đến phổi cấp tính mà không phải là COVID-19 cũng cần nên khi, đến bệnh viện. Khi cần đến khám phải cần. Dạ vâng. Khi, dạ. Vậy thưa bác sĩ, vậy vấn đề mà xét nghiệm bây giờ là sao ạ? Nghe nói bây giờ là ở Los Angeles là tất cả mọi người đều được yêu cầu là nên các xét nghiệm có đầy đủ tất cả những bộ xét nghiệm không ạ? Thì em thấy là cái khả năng xét nghiệm của chính phủ và quận Cam được gia tăng. Vì vậy hiện bây giờ quận Cam là mình không cần phải là nhân viên ngành y tế, không phải cần là cao niên hay là những người có những bệnh kinh niên mới được xét nghiệm. Nếu mà mình nghi mình có bệnh thì mình cần được sự giới thiệu cho của bác sĩ. Và có rất nhiều phòng mạch ở quận Cam, có rất nhiều bộ y tế ở quận Cam có thể xét nghiệm bằng cách là lấy cái cây bông gòn và quẹt mũi hay là quẹt cổ họng hay là vòng họng để lấy cái mẫu RNA của con virus để thí nghiệm. Thì hiện bây giờ thì có rất... Gọi là rapid test không ạ? Không, có cái rapid test là cái Abbott. Còn thì những cái test mà làm ở bệnh viện hay là mà trung tâm Memorial Care làm thì là cái test đó được gửi qua Quest. Thì nó cũng là một cái PCR test để test cái RNA của con virus, nhưng mà nó lâu hơn. Thì theo em á, thì cái rapid test á, nó không được chính xác bằng cái test, cái PCR test truyền thống. Cái bác sĩ nói là dùng que, cái đó gọi là gì ạ? Cái đó nó gọi là cái như viral swab. Viral swab. Nhưng mà cái cách thử sau khi mà làm cái viral swab nó có khác nhau. Mà cái đối với em thì cái rapid test nó không có chính xác bằng. Nó có rất nhiều false, nó có false, không biết nhiều hay không, nhưng mà nó có false negative. Có nghĩa là người có bệnh nhưng mà lại có một cái kết quả negative. Không có bệnh. Không có bệnh ở cái rapid test. Nhưng mà trong lúc á, cái PCR test mà gửi tới Quest hay là gửi tới lâu hơn, qua cao chính xác hơn thiệu, thì nó lại chính xác hơn. Vậy nói về, nhưng mà nếu chúng ta còn khỏe mạnh và không có triệu chứng gì cả thì không nên test, phải không ạ? Không nên đi xét nghiệm theo bác sĩ. Thì cái
Cái đó là một câu hỏi rất là khó trả lời. Rất khó trả lời. Nếu mà chúng ta đủ khả năng test thì mọi người nên test hết. Bởi vì sao? Từ lúc này em nói là có một số người chưa có triệu chứng hay là không có triệu chứng nhưng đã mà có lại, con đó nằm trong mà người con nằm trong người đó mà cái Bộ Y tế rất là sợ những người đó là những người mà cứ dẫn tới cái sự mà lây lan mà mình không có biết được. Vâng, vậy nếu có thì mình nên đi thử nghiệm. Đi thử nghiệm có khả năng. Và bây giờ mình nói về vấn đề chữa trị, vì vừa rồi ngày hôm nay cũng đọc được một cái tin vui là cái có nhiều cái loại thuốc làm giảm đi cái thời gian phục hồi cho bệnh nhân COVID-19. Bác sĩ có thể nói thêm vài cách phương cách chữa trị hiện nay vào ngày hôm nay. Cái lúc này á em cũng chưa nói hết về cái triệu chứng mà rất là quan trọng á, là khi mà đến cái bệnh này nó có một cái đặc biệt á, là mình thấy cái thay đổi giữa cái tình trạng không có nguy cơ đến cái tình trạng nguy cơ nó rất là nhanh. Nó rất là nhanh. Giống như em có một bệnh nhân nhập viện bởi vì COVID-19. Triệu chứng rất là nhẹ, ho bình thường, chest x-ray không có gì hết. Theo dõi một ngày. Mà đã biết là họ positive. Không có gì hết, cho về buổi sáng, tối nhập viện lại, thở không được. Cái x-ray thì trắng hết hai bên và hai phổi bị viêm. Cần đặt ống lên life support. Nhanh quá. Và bởi vì cái phản ứng quá mạnh của cái đáp ứng miễn nhiễm của cơ thể, nó dẫn tới biến chứng nhiều bộ phận. Giống như là như biến chứng mạch máu, khiến cho máu động ở trong mạch máu nhỏ cũng được báo cáo. Biến chứng tim, làm cho tim hư cũng xảy ra. Rồi biến chứng mạch máu não cũng bị xảy ra luôn. Vì vậy, cái bệnh này sau khi mà cái đề kháng của mình nó tung ra những cái chất làm cho cái con người mình phản ứng viêm quá mạnh, thì đến cái lúc đó thì những cái thuốc mà đánh con virus hình như nó không có hữu hiệu nữa. Hiện giờ là có hai cái thuốc mà được nói rất nhiều. Thứ nhất là cái thuốc hydroxychloroquine. Cái giải thuyết là hydroxychloroquine có thể đánh được con virus. Cái giải thuyết đó được nêu ra sau khi có một bài báo cáo thí nghiệm là con virus đó có thể là ngăn chặn, không phải, cái hydroxychloroquine có thể ngăn chặn con virus đó trong tế bào ở trong phòng thí nghiệm, và đã được áp dụng qua nhiều nước. Và có một bác sĩ bên Pháp viết một bài báo cáo, ông ta kết hợp thuốc azithromycin với thuốc hydroxychloroquine cho một nhóm người nhỏ, và ông đã báo cáo là cái triệu chứng có cải tiến và cái số con virus có thể giảm xuống. Nhưng mà cái khảo sát đó nó có rất nhiều thiếu sót và nó rất thiếu nhiều chi tiết. Và hiện bây giờ thì không có chứng minh khoa học nào đã cho thấy hydroxychloroquine có hữu hiệu. Nhưng mà hydroxychloroquine vẫn được dùng ở trong bệnh viện cho những bệnh nhân có tình trạng nghiêm trọng. Ngày xưa là ta dùng thuốc này cho sốt rét, phải không ạ? Dạ, cho sốt rét. Dạ. Thì người ta đã được, cái thuốc này đã được chấp thuận chữa rồi. Mà cái thuốc này nó có thể ảnh hưởng tới nhịp tim. Và khi mà mình dùng chung với azithro thì nó rất là nguy hiểm. Vậy thật ra em không có khuyến khích dùng cái thuốc hydroxychloroquine để ngừa hay để chữa cho những bệnh nhân với triệu chứng nhẹ mà không được nhập viện. Phải đợi khi nào? Phải đợi nhập viện. Và cái thuốc chị mới nói là cái thuốc Remdesivir. Thì cái thuốc này là hồi trước người ta để dùng thử cho Ebola. Thì người ta thấy là cái này có thể dùng được, bởi vì con Ebola với con coronavirus nó cũng là RNA virus, rồi người ta dùng thử. Thì cái preliminary data cho thấy là nó giảm đi cái thời gian hồi phục. Nhưng mà em cũng muốn nhắc lại là chưa chắc
nó là một cái dược thảo diệu kỳ mà có thể chữa lành hết mọi trường mọi bệnh hay mọi liên quan đến cái bệnh coronavirus này. Vâng, thì nó cũng có, người ta nói giảm đến thời gian phục hồi là mình phục hồi nhanh hơn phải không ạ? Một dạ đúng rồi. Vâng. Vậy mình chúng ta sắp hết giờ, bây giờ bác sĩ có thể nhắc lại nếu mà quý vị nghi ngờ, quý vị đang theo dõi chúng ta đã nghi ngờ hoặc biết mình nhiễm COVID thì phải làm gì? Nếu mình nghĩ mình nhiễm COVID, cái thứ nhất là mình phải cách ly hết, mình với gia đình mình với mọi người xung quanh hết, mình phải ở nhà. Phải gọi bác sĩ liền để xin bác sĩ đi xét nghiệm. Và mình phải theo dõi cái bệnh tình của mình và những triệu chứng của mình. Nếu mà triệu chứng nhẹ thì mình có thể chữa trị ở nhà. Nếu mà triệu chứng nặng hơn thì mình phải vào bệnh viện liền. Cách ly ở nhà có nghĩa là mình phải ở phòng riêng. Mình không nên dùng chung một cái phòng nào với những người khác. Mà những cái phòng nào mà dùng chung với người khác là phải được thoáng. Mình không nên dùng chung cái những đồ vật riêng. Hả? Toilet, đồ vật riêng. Giống như là chén, đũa, diện, mũ, áo quần là vậy. Những cái áo quần gì mà mình dùng, mình phải để trong một cái sọ riêng. Rồi mình phải giặt liền. Rồi mình nên đeo khẩu trang. Và những người chung quanh mình mà tiếp xúc với mình phải cần đeo khẩu trang. Và bao tay. Và bao tay. Rồi khi mà những cái gì đồ mình dùng mà mình dính nước muội, nước miếng của mình là mình phải giặt liền. Vâng. Mình phải luôn rửa tay. Và những cái mặt bằng mà có thể dính đến con virus thì mình phải lau chùi bằng một là disinfectant. Và cái disinfectant nào mà có cái chất cồn trên 60% là có thể dùng được. Vâng, và cũng các bác sĩ gia đình cũng dặn là quý vị phải gọi trước khi đến văn phòng bác sĩ. Quý vị có COVID-19 thì gọi trước để họ chuẩn bị, phải không ạ? Chứ đừng nhảy vô mà lại lây lan người khác. Thì họ sẽ hướng dẫn quý vị và tránh ra ngoài nơi công cộng, là tránh đi làm, không được đến trường hoặc cái đi chung xe, đi xe, đi taxi, Uber cũng không được, phải không bác sĩ hả? Thì không được. Nói chung lại là không ra ngoài đường, không dùng những cái phương tiện công cộng. Vậy chắc tự lái xe đi đến bác sĩ luôn đó. Hả? Khi mà bị chắc nếu mình muốn đi đến văn phòng bác sĩ thì sao ạ? Thì nếu mình có thể tự lái được thì mình tự lái. Dạ vâng. Mà nếu mình không có thể tự lái được mà cần một người khác lái cho mình thì cái đó chuyện đó cũng phải chịu thôi. Vâng. Thì nếu vậy thì mình phải làm cái gì mà tốt nhất trong trường hợp đó. Có nghĩa là hai bên mang khăn tay, hai bên mang khẩu trang, rồi là phải sát trùng liên tục. Cảm ơn bác sĩ Brian Võ rất nhiều. Đó là lời trình bày của bác sĩ Brian Võ, chuyên về khoa phổi, đang cộng tác với Bệnh viện Orange Coast cũng như là Saddleback Memorial Care. Và chúng tôi đang thâu chương trình này vào ngày 30 tháng 4, 2020. Nên khi mà chương trình này chiếu lại, có thể các thông tin nó không còn giống nhau như là chúng tôi trình bày ngày hôm nay. Và một lần nữa, Bệnh viện Orange Coast Memorial xin khuyến khích quý vị nào trong trường hợp khẩn cấp không liên quan đến COVID-19, xin an tâm để đến với khu cấp cứu bệnh viện nếu cần. Và khi bệnh, quý vị cũng nên gọi ngay bác sĩ gia đình và trong giờ làm việc để biết khi như trong những cái trường hợp khẩn cấp mà ngoài giờ làm việc quý vị phải làm gì để liên lạc với các bác sĩ gia đình hay là các bác sĩ chuyên môn quý vị. Cảm ơn bác sĩ Brian Võ và hẹn bác sĩ vào lần tới ạ. Dạ, cảm ơn chị. Và Hương Thơ xin cảm ơn sự theo dõi quý vị. Chúc quý vị những ngày tháng sắp tới thật an lành và hy vọng chúng ta sẽ có nghe được nhiều tin vui và trở lại đời sống bình thường và an vui như trước đó. Xin kính chào tạm biệt.